Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toàn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách khắc phục những cái sai lầm, đặc biệt là ba cái sai lầm cơ bản khi mà anh em tập võ tại nhà với bao đấm. Thì ba cái sai lầm này thì anh em hay bị dính đến chấn thương. Thì thứ nhất là chấn thương về mặt nắm đấm là bị chầy nát hết mặt nắm đấm, gọi là bị chầy hết da. Cái thứ hai nữa là bị chật cái cổ tay, đấm là bị chật cổ tay. Thứ ba nữa là bị chật khớp vai hoặc là bị chấn thương bả vai. Thì ba cái điểm yếu này chúng ta sẽ khắc phục. Ngoài ra thì có những bạn thì đấm là còn bị chấn thương ngón cái nữa các bạn ạ. Thì cái này thì mình cũng hướng dẫn luôn cho anh em để đánh đúng kỹ thuật để không bị chấn thương. Thì đầu tiên chia sẻ với anh em thì cái kỹ thuật của anh em khi mà đấm thì thường thường là anh em là cậy là mình là xung mới vào là xung không cần thèm khởi động đâu, hoặc là đấm luôn thì đang đấm thì cái cổ tay của các bạn nó khỏe thì không sao, mà cổ tay của các bạn nó yếu hơn cả mặt nó đấm thì dẫn tới là bị chấn thương cái cổ tay, thì lật cái cổ tay này như vậy đây các bạn, nó lật cái cổ tay xuống như vậy, đấm thì nó lật cổ tay xuống như vậy, chấn thương đau tay. Mà chấn thương khớp là không phải ngày 1, ngày 2 khỏi được, mà chấn thương khớp nó dẫn tới là 10 ngày, 20 ngày nó mới hết được, nên là rất nhiều người bị gián đoạn trong lúc tập luyện. Đó là cái đầu tiên nha. Cái thứ hai nữa là anh em đấm sai kỹ thuật dẫn đến là cái đấm trượt bao này, đấm tay trượt bao như thế này, đấm rớt tay xuống như thế này thì da tay của bạn bị chảy hết, thì dẫn đến là cũng là bị chấn thương. Cái thứ ba nữa là do cái bả vai của các bạn đấm cũng bị, do là lực của các bạn đấm là kéo cái bả vai như thế này, các bạn hãy tưởng tượng này, kéo cái bả vai này đi trước này, các bạn đấm thường thường là kéo cái bả vai này đi trước, các bạn đấm này, cái bả vai đi trước này, cái bả vai đi trước, mà cái kỹ thuật người ta là tay đi trước mà các bạn là cho cái vai đi trước là cũng sai kỹ thuật, dẫn đến là cái bả vai này nó chịu tải nặng quá, chịu tải của cái lực nặng quá, dẫn tới là các bạn bị chấn thương bả vai. Nếu không bị chật thì bị chấn thương đau nhức, đó là một trong những cái chấn thương thường hay gặp. Còn nhiều bạn là đấm là như thế này nhá, là đấm ngón cái vào trước nữa. Cái bạn nó đấm là không đấm mà đấm ngón cái vào trước nữa là dẫn đến chấn thương ngón cái. Thì đây thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em để anh em khắc phục và để chữa những cái lỗi này cho anh em nha. Thứ nhất là chúng ta những cái đòn đấm thẳng là nó tốt cho cái kỹ thuật và tốt cho đòn đánh và nó tốt cho cái cổ tay của chúng ta, thì bắt buộc là cái kỹ thuật của chúng ta phải chuẩn kỹ thuật. Khi đấm chúng ta phải chuẩn kỹ thuật. Nếu bạn nào mà tay yếu thì chúng ta có thể là xài găng. Thường thường là mới tập luyện là chúng ta nên xài găng để cho cổ tay chúng ta nó thích nghi dần. Và các võ sĩ người ta cũng tập luyện bằng găng tay và băng đa tay, hay còn gọi là dây cuốn tay, hay còn gọi là băng đa tay. Thì các bạn thấy là rất nhiều bạn đã sử dụng. Thì đấm tay không, nhiều bạn nó đấm tay không cho nó chắc, nhưng mà thật ra là trước khi chắc là các bạn phải dùng găng trước, dùng dây trước thì nó mới chắc được. Nhiều người là muốn đấm tay không cho chắc nhưng mà phải có găng có dây trước nó mới chắc được, chứ tự nhiên đấm mà bảo đòi chắc luôn là không có, thì thường thường hay bị chấn thương là như vậy. Nhưng mà mình vẫn phải hướng dẫn cho anh em đúng kỹ thuật trước. Khi mà đấm, đầu tiên đấm thì anh em phải đấm chuẩn kỹ thuật trước, sau đó anh em đo từ từ. Ví dụ như anh em đấm này, anh em cảm thấy cái lực này của tay mình còn chịu được thì mình mới tăng lực, đúng không? Tức là 50%, anh em thấy cái cổ tay mình chịu được 60%, 70%, anh em đấm là như vậy đo. Còn cái kỹ thuật đấm thì anh em cố gắng anh em đưa cái bả vai của mình lên, cao lên để che cho cái quai hàm. Đấy, để đúng kỹ thuật để cái bả vai của chúng ta nó che cho cái quai hàm. Và chúng ta đấm lâu thì nó thành thói quen là cái bả vai nó sẽ phòng thủ cho cái quai hàm của chúng ta, từ cầm đến quai hàm chúng ta như vậy. Thì anh em xem này. Đây nó cũng vậy. Đó là đúng kỹ thuật. Và tay của chúng ta đấm, nhiều bạn nó cứ bảo đấm ra thẳng hết ra như vậy là đúng, là đúng chuẩn kỹ thuật là đấm thẳng ra hết, bởi vì nó là tên kỹ thuật đấm thẳng. Nhưng mà mình khuyên anh em đấm 95% thôi, tức là đòn thẳng của chúng ta thẳng 95%, chứ đừng thẳng hết ra. Đấy, chúng ta phải chừa lại một cái, nếu mà đấm hụt là cái tay này chúng ta nó yếu này, nó không được khỏe này, cái phần khớp của chỏ này nó phải khỏe này, nó phải như thế này nó mới khỏe, còn như thế này nó rất yếu này, rất dễ bị gãy, nó thẳng quá nó rất chi là yếu các bạn ạ. Nên là chúng ta chỉ thẳng 95% đấy chúng ta đấm vào, và chúng ta đấm cảm thấy nó quen thì chúng ta mới tăng lực. Đó là cái kỹ thuật đấm. Và cái cổ tay của chúng ta, các bạn đấm các bạn phải cảm nhận
50% nó chịu được, lên 60% nó chịu được, 70% nó chịu được, đến 80% mà cảm giác là nó hơi đau đau rồi, nó chịu không nổi, nó thốn rồi là phải dừng lại ngay nhé các bạn. Các bạn chỉ được tập 80% với cái lực đấm thôi. Các bạn muốn tăng thì các bạn phải đeo găng vào, đeo găng tay vào thì các bạn mới chịu được. Rồi tiếp theo nó là đấm vòng. Đây là khắc phục cái chân thực của tay nha. Và còn về cái vấn đề mà tay của các bạn khi mà đấm xong á thì trượt được hay là trượt qua trượt lại, thì chúng ta lấy mắt của chúng ta ngắm vào cái điểm nào thì chúng ta đấm vào điểm đó. Ví dụ mình ngắm điểm này thì đánh xong thì thu về, chúng ta đánh xong là chúng ta phải thu cái đòn đánh về. Nhiều bạn đánh xong là cứ để như thế này đấy, học quen cái kỹ thuật ở trên trường là như thế này, rồi sau để miết như thế này, để như thế này nó thành thói quen. Các bạn sau này các bạn đánh cũng quen, đấm nó cũng quen, nó mới bắt được tay. Mà đấm như thế này còn lâu mới bắt được, đúng không nào cũng bắt được, còn lâu không nào cũng bắt được tay của các bạn, không có ông nào bắt được tay của các bạn. Làm sao bắt được? Bởi vì là các bạn đấm xong các bạn thu về ra mà kịp mà bắt được, không thể nào bắt được. Và các bạn đấm như vậy nó mới thành thói quen cho các bạn, và các bạn đấm là không lo bao giờ ông nào bắt được tay các bạn, cứ gọi điện đến chửi ông bà nha, đảm bảo là không bao giờ bắt được. Nếu mà đấm xong thu về, đấm xong thu về là như vậy, là không bao giờ bắt được. Và đấm xong thu về thì chúng ta sẽ không bị chảy ra tay, đó là lối thứ hai là chúng ta khắc phục được. Cái lối thứ ba là do bị đau vai và chấn thương khớp vai, là do chúng ta đấm là cái vai chúng ta đi trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ sửa lại kỹ thuật thì chúng ta xoay cái bả vai chúng ta đi sau. Đây, chúng ta đánh bằng chân, bằng kỹ thuật bằng chân đây nhé các bạn. Đây cái chân của mình đây, không biết là các bạn thấy được cái chân không, thì đứng ra xa cho anh em cái chân, nhón gót chân lên, đấm lên, nhón gót chân, nhón gót chân, thấy xem thử là camera thấy được chân không, quan trọng nhất là thấy được cái bộ tấn pháp. Đấy, thấy được chân không? Bạn nhón gót chân lên này. Đấy, trước thì đấm là nhón gót chân lên, lấy lực từ dưới đất lên này, lấy lực từ dưới đất đấm này. Chứ cái bả vai của chúng ta là chuyển động của nó là phối hợp vận động, là nhón gót chân lấy đà từ dưới đất, hông eo chúng ta xoay, phần lực chính của chúng ta nó nằm ở phần hông eo, lực của chúng ta nó nằm ở phần hông eo là chính, xoay hông eo rồi chúng ta đấm. Các bạn cứ tập xoay cái phần này chính, chứ đừng có tập trung vào phần tay cơ bắp của chúng ta. Cái lực của chúng ta là phối hợp vận động, lấy lực từ dưới đất lên là chuyển động lên, chuyển động lên, chuyển động qua vai và ra tay. Nhón gót chân các bạn lấy lực từ dưới đất thì nhón gót chân lên này, giống như chúng ta đi bộ này. Đấy, là như vậy. Và đấm móc cũng vậy. Thường là các bạn thường là đấm là như vậy. Đấy, đấm là như vậy là chấn thương. Đây là những cái lối mà khắc phục. Còn một lối cuối cùng nữa, đó là ngón cái. Đấm là thường thường là các bạn đấm như thế này, là cái ngón cái vào trước. Mới học đấm là hay bị nhất là cái ngón cái. Đối kháng cũng vậy, kể cả học lâu đối kháng nó bị ngón cái. Khi mà đối kháng các bạn biết không, tức là cú đấm của chúng ta này đi vào, nhưng mà đối thủ của chúng ta thụt xuống, di chuyển thụt xuống sát áp sát vào chúng ta, và chúng ta đấm là chúng cái ngón cái này. Ví dụ như đấm như thế này là chúng đối thủ đã thụt cái đầu vào áp sát vào chúng ta, thì nó nằm ở trong đây này, đầu của đối thủ trong đây này, thì chúng ta móc như thế này là ngón cái nó vào, dẫn tới là đau ngón cái. Cái điều kiện của chúng ta sửa cái kỹ thuật này thì bảo là rất khó sửa, bởi vì là trong lúc mà đấm đối kháng chỉ còn cách là chúng ta phải cố gắng là chúng ta khép cái ngón cái lại, bằng cách là khép ngón cái lại thôi, chứ còn không có sửa được. Cái ngón cái của chúng ta nó nằm ở trên bàn tay, không thể nào tháo ra được, nên là anh em chỉ còn cách là nắm lại. Cái để hở như vậy rất dễ bị chấn thương nha các bạn. Đó là một số những cái mà lưu ý khi mà chúng ta tập cái bao cát tại nhà, thì mong rằng anh em xem trong video này thì có thể sửa lại để hạn chế bị chấn thương khi mà chúng ta tập võ tại nhà. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.